Thằng béo đâu? Sao lâu thế? Đang thanh toán tiền hoa với anh Hải. Cái thằng béo này đúng là vô dụng, chả làm ăn được gì. Ta phải một mình bê hoa đấy. Ui, lát nữa phải cho tao về thay quần áo đấy. Thôi, tí nữa tao chia cho mày gấp đôi tiền công, được chưa? Thế thì còn được. À, thằng kia ấy, nó tặng cho chị mày cái gì đấy? Biết làm sao được. Chắc là mấy cái đồ linh tinh của con gái thôi. Mà cũng tại bà Thanh, lúc nào cũng kêu là vật chất tiền bạc quan trọng gì, quan trọng là sự quan tâm, là tình cảm. Nên lão ta càng được đà, ngày càng keo kiệt. Bố cái thằng đã xấu người xấu cả giấc mơ, ta không để yên cho nó được đâu. Thôi, tôi xin ông, lần trước vì bà Thanh suýt chết chưa chừa. Nhưng cứ nghĩ tới cái chuyện này, ta lại càng thấy cay. Tao cay bởi vì cái Thanh nhà mày nó khóc vì cái thằng đấy. Một thằng đàn ông mà làm cho người phụ nữ của mình khóc ấy, thì đếch phải là đàn ông, hiểu chưa? Là đúng. Thế nên anh em mình phải cho nó một bài học. Nhưng mà bây giờ mình đánh nó, xong nó báo công an, thế là mình chết cả lũ à? Mày hâm vừa thôi chứ. Lớn rồi, ai còn chưa cái trò bị bắt nạt đến bách mẹ nữa. Với cả mình phải chơi nó một vố thật đau, mà nó không làm được gì mình nghĩ. Đây, để bên này. Dạ vâng. Đủ rồi anh ạ, em đi anh nhá. Từ từ, lại anh em mình làm mấy cốc bia đã. Thôi anh ạ, bia để lúc khác. Hôm nay em vẫn còn hàng để giao. Hôm nào ít hàng, anh em mình sang quán Nung Giang Chọc làm mét lòng với bát suất vàng. Ok. Và... Bảo, bó hoa của tao đâu? Tao biết làm sao được. Thằng béo bảo mang vào trong kia hết rồi. Ê, hàng về rồi các bạn ơi. Má đâu. Hôm nay nhá, sạch xe mà còn không nợ. Về nhớ tí mua gì cho bọn tao ăn nhé. Bó hoa của tao đâu? Hoa nào nhỉ? Bó ly tao bọc giấy báo đàng hoàng để riêng ra rồi ý. Chuyển hết vào trong kia rồi. Sáng đi tao đã dặn mày rồi, lại cắm đầu ăn rồi quên đúng không? Hả? Đau! Thôi chết rồi. Bạn nhá, lần sau bạn nhớ chút kinh nghiệm. Nhắc gì tớ thì nhắc vào lúc tớ ăn sáng rồi. Chứ sáng sớm ra đã bỏ cái gì vào mồm đâu. Lúc đấy là máu nó không lên não kịp, tai nó ù, không nhớ gì cả. Chạy vào xin lại cho tao mau. Bó hoa đấy để tao tặng cái Thanh đấy. Tặng bà Thanh á? Tại sao lại tặng bà Thanh nhà tao? Nhân cái dịp gì hả? Chúng mày ngu vừa thôi. Bảo sao hai đứa chúng mày ấy, chả có mảnh tình nào vắt vai. Đấy là nghệ thuật tán gái, hiểu chưa? Nghệ thuật tán gái, hiểu rồi. Này, cậu cả được xem lại trên vai mình xem là có cái mảnh nào nó vắt vào chưa. Toàn lý thuyết như đúng rồi. Mày có thích văn vở đúng không? Văn vở chạy vào xin lại. Nhanh tao. Chạy vào kia. Mày nhớ nhá, khi nào tao giật được cờ là cả bang phải bảo vệ tao đấy. Rồi yên tâm, nhớ rồi. Hello chị. Hello. Tam ca ba bông hoa nhỏ.